học hát ở trung tâm mình thì cô cảm thấy là cái giọng của cô nó thay đổi rất nhiều luôn đấy, rất nhiều. Thế mà trước kia cô hát cái bài Tình Đất ở nhà cô rất là thích, cô hát mà cô hát những cái bài mà Tình Đất này, mà những cái câu mà lên cao, giả dụ như là đất yêu người, bàn chân lấm mỏ bùn khi sớm, thế là cô không lên được, hay là nó hay bị toét giọng này, xong rồi nó có bị bí ở đây này, cô không lên được. Nhưng mà bây giờ cô tới trung tâm của mình học này là cô buổi thứ ba là cô đã như là hát được bài đấy rồi. Thế là về nhà cô hát ở nhà con cô nó khen ghê lắm, nó bảo mẹ thằng này làm sao hát hay quá, mẹ làm gì đấy, mẹ làm gì mà tự nhiên mẹ hát hay thế, mẹ mới đi học được con ạ. Thế là con nó rất là vui. Thế là cô cũng thấy rất là vui, bởi vì là khi mà mình học được có 3 buổi mình đã thấy thay đổi rất là nhiều rồi.